qua quá 12 rưỡi là được. Ở trong cái phòng bọn kia được. Chưa được. Hôm nào ở được. Mà một kia đúng rồi, đi qua một nước 28 là nhiều nơi chẳng phải. Để sớm ra. Anh chị ra đây, tôi đi đi từ đây về đấy 3 phút là vừa đi. Các cụ đâu? Đi vào đi vào đi đi vào đi. Trăm năm hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Hiện diện tại khán phòng cưới quân viên họ nhà trai chúng tôi ngay lúc này là sự có mặt đông đảo của toàn thể trên các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn của Việt Tây, bạn của Khánh Ly đã trở về từ khắp mọi miền của tổ quốc, bỏ lại sau lưng với bộn bề công việc để cùng tham dự, cùng chung vui, cùng chứng kiến, cùng chúc phúc chương trình đại hỷ đã lễ thành hôn trọng đại
của Việt Tây Sánh Duyên cùng với Khánh Ly. Chúng tôi đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới âm thanh ánh sáng nhà dạp chuyên nghiệp Thế Hiền. Xin được thay lời cho tứ thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu và chú rể, thay lời cho Việt Tây, thay lời cho Khánh Ly được gửi tới quý vị khách quý những lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển với những hàng ghế danh dự nhất, cùng hiện diện an toàn tại những dãy bàn đại tiệc trầu, tiệc trà, tiệc nước, tiệc ngọt. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, yêu và được yêu chính là niềm vui và niềm hạnh phúc của mỗi một con người. Đó là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi một chúng ta. Tình yêu làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn, hai trái tim có cùng nhịp đập và đôi tâm hồn có cùng sự đồng cảm. Để rồi khi xa nhau thì thấy nhớ, mà gặp nhau thì có khi quên cả lối về. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, đôi tân lang và tân gia nhân của ngày hôm nay đây, chú rể Việt Tây cùng với cô dâu Khánh Ly đã chính thức tìm được về với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Để được sự vun vén và tác hợp của hai bên gia đình cùng với sự đồng thuận của chính quyền hai bên địa phương, mà ngày hôm nay đây, ngày 12 tháng 1 năm 2020, nhân dịp đầu xuân năm mới, quý vị đang được hiện diện tại khán phòng tiệc cưới của Việt Tây và Khánh Ly để cùng chung vui, cùng chứng kiến chương trình đại hỷ tế lễ thành hôn trọng đại ngày hôm nay. Và lúc này, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được trân trọng mời lên sân khấu Việt Tây cùng với Khánh Ly hiện diện tại sân khấu để chính thức ra mắt được quý vị khách quý trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Khách quý thân mến, hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Và theo như quy luật của cuộc sống thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ được đong đầy. Nếu ví ngày hôm nay tình yêu của Việt Tây và Khánh Ly là hoa thơm, thì đám cưới này khiến quý vị hội tụ tại đây cũng chính là kết tinh của trái ngọt. Và lúc này đang hiện diện tại sân khấu của ban tổ chức chúng tôi cũng chính là lễ đài tình yêu của cô dâu và chú rể, là chủ nhân của cánh thiệp hồng khiến quý vị hội tụ tại đây. Lúc ở đây trân trọng được mời Việt Tây cùng với Khánh Ly sẽ cúi chào để ra mắt quý vị khách quý. Và chúng tôi cũng trịnh trọng tuyên bố chương trình đại hỷ để lễ thành hôn trọng đại của Việt Tây Sánh Duyên cùng với Khánh Ly chính thức được bắt đầu. Thì ơn sâu nghĩa nặng, dành biết bao biển rộng núi non cao, đường dài biết mấy gian nào, nuôi con khôn lớn vui nào vui hơn. Ngày hôm nay Việt Tây và Khánh Ly đã chính thức tìm được đến với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Chúng tôi trịnh trọng được mời trở lên với sân khấu ngay lúc này vị đại diện đến từ quan viên họ nhà gái cùng với vị đại diện đến từ quan viên họ nhà trai sẽ cùng bước ra sân khấu để có được lời phát biểu trao dâu và nhận rể chính thức trong ngày vui hôm nay. Trân trọng được kính mời hai bác. Xin được trân trọng mời đại diện đến từ quan viên họ nhà gái đứng cạnh cô dâu, đại diện đến từ quan viên họ nhà trai hiện diện tại cạnh chú rể. Xin mời bác sẽ cùng bước ra sân khấu cùng một lúc. Xin được chuyển lời đến từ bác trưởng đoàn quan viên họ nhà gái ạ. Vâng ạ. Hạnh phúc là đôi trăm năm kết. Vâng, kính thưa quý vị đang hiện diện tại sân khấu lớn đã từ ban tổ chức chúng tôi là hai vị đại diện đáng kính, đại diện cho song thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu và chú rể. Mời quý vị chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đặc biệt được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, chầu vàng luôn quyện với cọng xanh. Để rồi ngày hôm nay đây, nhà gái hân hoan mừng rể thảo, nhà trai phấn khởi đón cô dâu hiền. Mời quý vị sẽ cùng trở lại với lời phát biểu trao dâu chính thức của vị trưởng đoàn quan viên họ nhà gái cô dâu Khánh Ly. Trân trọng được kính mời. Alo. Kính thưa hai bên các cụ và công các bà và toàn thể gia đình và tất cả các thầy quý trong hôn trường ngày hôm nay.
được sự nhất trí tìm hiểu của hai cháu và được sự nhất trí của hai bên các cụ và hai bên gia đình, và đặc biệt là gia đình ông Hùng và ông Bắc đã chọn ngày lành thật tốt để xây dựng cho hai cháu ngày hôm nay. Tôi là chú của cháu và nội ngoại của cháu, ở trong kia là có bà nội của cháu và bà ngoại của cháu và hai bên nội ngoại gia đình nhà cháu ở bên nhà gái, đưa cháu Ly về đây là để chính thức làm dâu con của nhà các cụ không có bà và gia đình nhà mình ngày hôm nay. Vâng. Sau cái việc này thì các cụ cho cháu Ly vào thắp hương trong gia tiên và để cho cháu Ly chính thức nhận được các cụ và ông các bà và gia đình nhà mình là cháu dâu của gia đình. Đấy. Và cuối cùng thì cháu xin thay mặt cho quan họ nhà gái xin chúc các cụ, ông các bà và tất cả các quan khách trong hôn trường ngày nay là mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin hết. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, quý vị vừa được trở lại với lời phát biểu của vị trưởng đoàn quan viên họ nhà gái đã giới thiệu đầy đủ thành phần tham gia lễ đưa cô dâu Khánh Ly về nhà chồng ngày hôm nay, và không quên tri ân cảm ơn đến sự hiện diện có mặt đông đảo của quý vị khách quý, đặc biệt là phái đoàn quan viên họ nhà gái trở về từ phương xa đã bất chút thời giờ và ngọc của mình đưa cô dâu Khánh Ly về nhà chồng, đã trao cô dâu Khánh Ly xinh đẹp của quan viên họ nhà gái chúng ta vì làm dâu làm con của đại gia đình quan viên họ nhà trai bên nhà, và đã đón nhận chàng rể Việt Tây về làm con làm cháu làm rể của đại gia đình quan viên họ nhà gái. Thưa với toàn thể quý vị, thông xa thì như ruộng liền bờ, bên thì chờ đón rể, bên thì chờ nhận dâu. Mời quý vị khách quý sẽ cùng đến với lời phát biểu đáp từ chính thức của vị trưởng đoàn quan viên họ nhà trai chúng tôi. Trân trọng được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên nội ngoại của hai cháu, kính thưa bạn bè nam nữ thanh niên, trải qua một thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình, chính quyền hai địa phương, hôm nay hai gia đình hai họ chính thức làm lễ thành hôn của hai cháu. Kính thưa quý vị, thay mặt cho đoàn nhà trai xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đoàn khách quý đã dành thời gian tốt đẹp đến chung vui với hai gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Thưa các cụ hai họ, được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà bên gia đình họ nhà trai, thay mặt cho gia đình nhà ông Bắc, chính thức kể từ ngày hôm nay, cháu Ly chính thức làm con dâu gia đình ông Bắc và làm cháu dâu trong dòng họ Nguyễn nhà chúng tôi. Thưa các cụ, các ông bà, cũng như trao cháu Tây làm cháu rể bên gia đình họ nhà gái và làm cháu rể các cụ, các ông, các bà. Thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay là một ngày vui của hai họ và một ngày trọng đại đáng nhớ của hai cháu lên vợ thành chồng. Thay mặt cho cô dì, chú bác, trước khi dừng lời, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe toàn thể hội hôn. Chúc các cụ, các ông, các bà luôn luôn mạnh khỏe, sang năm mới hạnh phúc, bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thưa quý vị khách quý thân mến, quý vị vừa được trở lại với hai lời phát biểu đến từ hai vị trưởng đoàn đã thay cho song thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu và chú rể để căn dặn đôi tân lang và tân gia nhân để đón nhận chàng rể và nàng dâu, để tri ân cảm ơn đến sự hiện diện có mặt đông đảo của vị khách quý. Và lúc này đây thì trân trọng được mời hai bác đại diện sẽ bước lên trước một bước ạ. Vâng ạ. Và gần nhau hơn nữa để bắt một cái tay thật chặt, kết chặt tình thông gia hai nhà. Vỗ tay lớn quý vị. Xin được trân trọng mời hai vị đại diện sẽ đưa cô dâu và chú rể vào trong nhà để làm thủ tục ý nghĩa đầu tiên, thắp hương đầu tiên, bài yết tổ đường, sau đó sẽ nhanh chóng trở về với sân khấu để liên tục tiến trình đại lễ thành hôn. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, lúc này đây thì trong lúc chờ đợi sự diện trở lại của đôi tân lang và tân gia nhân, chúng tôi một lần nữa được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tự nhiên dùng tịch trầu, tịch trà, tịch nước, tịch ngọt và cùng đến với một ca khúc sôi động nhạc phẩm Đêm Trăng Tình Yêu.
Làm từ kim nó tượng trưng cho sự thủy chung son sắc trong